Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đổi Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Bộ trưởng Lương Tâm Quang sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 28 tháng 10. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm đề cho biết mục đích chính của chuyến đi Đức này của ông Quang là để dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Theo kế hoạch ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức và với Thứ trưởng Phụ trách về An ninh và Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Nội vụ Đức. Khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC, để dẫn độ về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Việt Nam cam kết sẽ trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức theo yêu cầu của chính phủ Đức trong những năm trước đây. Được biết, việc đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ bà nhàn AAC nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an. Điều này nhằm phục vụ việc thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này vẫn bị cáo buộc có những mối quan hệ mờ ám cả về tình cảm cũng như tiền bạc đối với bà nhàn. Những thông tin kể trên có nhiều điểm trùng khớp với bản tin của nhật báo test mới đây khi nữ nhà báo đức marian mai đề cập đến bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và đây là hình thủ tướng phạm minh chính theo đó phía việt nam sẽ cho phép ông trịnh xuân thanh quay lại đức nơi vợ và ba trong số năm người con ông đang sinh sống nếu phía đức chấp nhận trao trả bà nhàn bà nguyễn thị thanh nhàn người đã bị tòa án việt nam kết án vắng mặt với mức án 30 năm tù với cáo buộc tham nhũng và gian lận đấu thầu sau khi rời Việt Nam vào năm 2022, bà đã đến sống tại Đức và đang được các lực lượng an ninh Đức bảo vệ chặt chẽ để tránh nguy cơ bị bắt cóc. Yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam đã bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do hậu quả từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Ông Trịnh Xuân Thanh sau khi về Việt Nam đã bị tòa án tuyên hai bản án tù chung thân vì tội danh tham nhũng. Bất kể ông Thanh kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng các bản án mang động cơ chính trị. Nhật báo Test cho biết, vụ án của bà Nhàn cũng có động cơ chính trị vì có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính quyền Đức vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị Việt Nam phức tạp liên quan đến các đối thủ chính trị của Thủ tướng. Và đây là hình bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo tác giả Maria Mai, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức xác nhận với Nhật báo Test rằng, Cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10, và sẽ kéo dài khoảng 1 giờ giữa các đại diện của Việt Nam và Quốc vụ Khanh Nội vụ Đức, Henschel. Bộ Nội vụ Đức không cung cấp thông tin về nội dung cuộc gặp mà phía Việt Nam đề nghị. Theo thông tin giờ chó, phía Việt Nam đã đưa ra thêm một đề nghị khá hấp dẫn với phía Đức, đó là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ ưu tiên dành cho Siemens, một công ty nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức, nếu đáp ứng điều kiện trao đổi nói trên. Liệu phía Đức có đồng ý với thỏa thuận này hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thứ nhất, không phải bộ nội vụ liên bang Đức có thể quyết định liệu một người có bị dẫn độ sang quốc gia khác hay không, mà việc này thuộc thẩm quyền của tòa án và bộ tư pháp liên bang Đức. Thứ hai, Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, điều mà phía Đức khó có thể chấp nhận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ Đỗ Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trở dậy của phe nghệ tịnh? Ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đưa tin, Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, giữ chức thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo Tổng bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã thống nhất cao để ông Tú đảm nhiệm chức danh thường trực Ban bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và đây là hình ông Trần Cẩm Tú. Vị trí thường trực Ban Bí Thư là vị trí quan trọng đứng thứ năm trong hệ thống nhân sự lãnh đạo cao cấp sau tứ trụ. Chức vụ này còn được mệnh danh là Phó Tổng Bí Thư trong cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân vật đứng thứ hai sẽ thay thế cho Tổng Bí Thư trong thời gian vắng mặt. Ông Trần Cẩm Tú hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, đương kim chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể vừa giữ chức Thường trực Ban Bí Thư, vừa kiêm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giống như ông Trần Quốc Vượng tại nhiệm kỳ đại hội 12 từ năm 2016 đến năm 2021 đã được phân công giữ thêm chức thường trực ban bí thư thay cho ông Đinh Thế Huỳnh nghỉ chữa bệnh. Đến lúc này, cán cân quyền lực trong nội bộ đảng đã cho thấy ông Tô Lâm đang suy giảm quyền lực rõ rệt. Trong khi ban lãnh đạo Bắc Kinh được cho là đã công khai việc không hài lòng với tổng bí thư Tô Lâm, đồng thời ra mặt công khai ủng hộ tân chủ tịch nước Lương Cực. Với tham vọng độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng, theo mô hình nhất thể hóa, phe Hà Tĩnh cũng như nhóm lợi ích Nghệ An là mục tiêu xóa bỏ hàng đầu của ông Tô Lâm. Nhắc đến phe thân Bắc Kinh trong đảng, không thể không nhắc tới hai phe cánh chính trị này, vốn do cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thiết lập như bệ đỡ cho hệ thống quyền lực sâu rộng của ông trong hơn 15 năm cầm quyền. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Nếu một khi nhổ được hai cái gai lớn Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc, Tổng bí thư Tô Lâm sẽ rảnh tay và dễ dàng thâu tóm trọn quyền lực trong đảng vào đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đây, mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Cẩm Tú được cho là khá ăn ý trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng lớn. Tuy nhiên, kể từ khi ông Tô Lâm bộc lộ tham vọng tạo thanh phe nghệ tỉnh, thì thái độ của ông Tú đối với ông Tô Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Theo giới thạo tin, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú đã từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thủy Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Hay đã có những đồn đoán cho rằng đứng đằng sau tập đoàn cây xanh Công Minh là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Trước đây, vào tháng 5 năm 2024, vụ án này đã bất ngờ dừng lại, nhưng ngày 5 tháng 10 vừa qua, Cục An ninh điều tra Bộ Công an A09 đã quyết định mở rộng điều tra vụ án công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng. Cho đến nay, tham vọng tạo thành phe nghệ tỉnh rõ ràng đã giảm chân tại chỗ. Các nhân vật cộm cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự. Phải chăng Tổng bí thư Tô Lâm đã ở trong tình thế lực bất tòng tâm, dù muốn nhưng không thể thực hiện nổi. Và đây là hình tân chủ tịch nước Lương Cường. Đến nay, các phe phái chống ông Tô Lâm trong đảng đã thắt chặt sự liên kết thông qua hệ thống các ban đảng đã khiến tình thế có sự thay đổi. Việc ông Trùm Phe Hà Tĩnh, Trần Cẩm Tú được kiêm nhiệm chức thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương là điều tổng bí thư Tô Lâm cần phải cảnh giác. Phe Nghệ Tĩnh đã và đang có nhiều biểu hiện trỗi dậy để tính sổ với ông Tô Lâm và phe Cảnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tại sao Tổng bí thư Tô Lâm phải cảnh giác sự trỗi dậy của phe nghệ tỉnh? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.